Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 516 loại hình sổ số Mega 6 45 diễn ra tối 8 tháng 11, công ty sổ số điện toán Việt Nam Viet lốt đã tìm ra chiếc vé của người chơi may mắn có các số trùng cấp với giải giác 4, trị giá 13.105.822.000 đồng. dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng Viet lốt tối 8 tháng 11 được xác định gồm 4-16-19-30-32-44 với việc tìm ra tấm vé trúng giải giác bốt đã khiến người chơi sở hữu chiếc vé giết lốt này trở thành tỷ phú giết lốt thứ ba của tháng 11 này. Bên cạnh việc tìm ra chủ nhân may mắn trúng giải giác bốt, cũng tại kỳ quay thưởng 516, giết lốt đã tìm ra 15 vé trúng giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Cùng với đó, 708 giải nhị mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 11.333 giải ba mỗi giải trị giá 30.000 đồng. các kỳ quay thưởng giết lốt từ đầu tháng 11 đến nay đã mang lại nhiều may mắn cho người chơi, đặc biệt đã có 3 chiếc vé của người chơi đã trúng giải giác bốt tiền tỷ và đã trở thành những tỷ phú giết lốt của tháng. Tỷ phú giết lốt đầu tiên tháng 11 là chủ nhân của chiếc vé may mắn trúng giải giác bốt 2 của loại hình sổ số giết lốt Boker 6 chi 55 có trị giá hơn 5 tỷ đồng vào tối 5 tháng 11. Gia tỷ phú giết lốt thứ hai là người chơi may mắn trúng giải giác bốt trị giá gần 26 tỷ đồng tại kỳ quay thưởng số 515 tối 6 tháng 11.